Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán nhà đất Tây Ninh nha. Thì hôm nay em Hậu đang có mặt tại xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh để gửi đến quý cô chú anh chị mình một cái căn nhà vừa mới xây xong nha quý anh chị. Đó, thì cái căn nhà này á là có chiều ngang là 4,5 m và dài 24 m. Nó nằm trên cái con đường đã được rải sỏi nè quý anh chị. Ở đây thì chúng ta sẽ có 3 căn liền nhau và hiện tại thì đã được bán hết rồi. Thì cái căn này á là tính ra nó là nhà mới, nhưng mà do là cái anh chủ á, ảnh có cho người quen ở tạm nó, nên quý cô chú anh chị nào khi mà mình ưng bụng á thì cứ liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh theo số điện thoại là 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị mình đó. Vì cái giá này nó cũng gọi là rẻ phải chăng, vì từ đây chúng ta đi ra đường 781 ở ngoài thì nó cũng thuận tiện như quý anh chị, chỉ có cách làm 800 m thôi. Chúng ta về chùa Tòa Thánh nè, chỉ có 1,5 km, và về chợ Long Hoa là 3,5. Từ đây mình đi về Vincom, thành phố Tây Ninh là mắc của quý cô chú anh chị mình á, là chỉ có là 2,5 km thôi. Đó, nhà chúng ta thì có cột là dán gạch hết rồi, phía trên thì cũng có lợp tôn nha quý anh chị. Đó, thì ở đây á, là cái cửa chúng ta là có cửa sắt 4 cánh nè quý anh chị. Đó, thì hai bên thì đều là có cửa sắt hết, nền là cao ráo hơn mặt đường, đã được lót gạch hết rồi. Đó, nhà thì xây gạch lên hai bên luôn nha quý anh chị. Đó, phía trên là có tôn hết rồi. Cửa nhà ở đây á, là cửa 6 cánh. Đó, như quý anh chị thấy nè, cửa sắt 6 cánh, kính cường lực ha. Đấy, dán gạch là lên phía trên hết luôn nha quý anh chị. Đó, cột dán gạch, trần cũng dán gạch luôn này. Đó, quý anh chị nào mà ưng bụng quá thì cứ liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh. Đó, theo số điện thoại là 0839 666 736 ha, để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị mình. Đó, trần đây là trần thạch cao hết trơn nha quý anh chị. Đó, nhà là sử dụng trần thạch cao trực hợp, nó có đèn led, gạch ta dán lên tới trần rồi nè. Đây là chỉ bán nhà thôi nha quý anh chị, còn nội thất là để lại ha. Đó, ở đây chúng ta sẽ có một cái đường luồn, đường luồn này 1,2 m nha quý anh chị. Nhà chúng ta là có diện tích là ngang là 4,5 m, nó dài 24 m và được 50 m thổ cư này. Ở đây quý anh chị thấy nè, nhà có 2 phòng. Bên đây chúng ta sẽ có trần là ở đây là thạch cao trần thả ha. Nó có lăng bê lên phía trên hết nè, có cửa màn cho quý anh chị nè, cửa sổ ha, có ống chờ máy lạnh sẵn cho quý anh chị luôn. Còn đây là cái cửa nhôm. Phòng bên đây thì cũng vậy nha quý anh chị. Đó, có đầy đủ trần thạch cao trần thả nè, lăng bê đồ đầy đủ cho quý anh chị mình luôn. Đó, ngay chỗ này cái đường luồn là phía sau quý chị, khu vực này là khu vực bếp ha. Đó, khu vực bếp ở đây chúng ta sẽ có là một cái bếp, rồi ở đây là toilet nhà tắm, toilet nhà tắm đây là riêng ha. Đấy, khu vực sau thì sẽ có một cái sân sau nữa. Thì quý cô chú anh chị nào mà tìm một cái căn nhà tầm trên dưới 1 tỷ, đó, thì ở đây nó khoảng 1 tỷ 200 triệu. Thì anh chủ nhà muốn gửi đến quý cô chú anh chị là mức giá là 1 tỷ 2 ha. Thì quý cô chú anh chị nào ưng bụng thì có thể liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh theo số điện thoại là 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị mình nha. Đó, thì nhà thì hiện tại thì đồ đạc nó hơi nhiều, do là anh chủ cho người thân mượn á. Thì bên kia thì cũng đang xây cái nhà nên tạm thời là ở đây. Nên quý cô chú anh chị nào cần thì có thể liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh nha. Đấy, số điện thoại là 0839 666 736 ha. Và sau đây thì em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị mình cái cuốn sổ đất của cái căn nhà này luôn. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái cuốn sổ đất là thửa là 213, tờ bản đồ
số 41, xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 107,4 và đất ở nông thôn là 50. Đó, ở đây chúng ta một cái con đường đất 8m ở phía trước, chiều ngang là 4,5m, bên đây cạnh là 23,73, còn bên đây là 24,70 nè quý anh chị. Ở sau cũng 4,5m luôn ha, nhà quay về hướng đông nha quý anh chị. Đó. Thì với một cái diện tích như vậy, một căn nhà như vậy, nằm tại một vị trí như vậy, đó thì giá là 1,2 tỷ nha quý anh chị. Quý anh chị nào liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh theo số điện thoại là 0839 666 736 ha, và là 0961 555 455. Đó. Thì em Hậu sẽ hỗ trợ cô chú anh chị mình đi xem nhà và đất nha. Đấy. Thì kênh mua bán nhà đất Tây Ninh chuyên mua bán ký gửi bất động sản tại thị trường tại Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Quý anh chị nào đang có nhu cầu tìm mua bất động sản thì hãy liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh. Đó. Muốn quay video quảng cáo về bất động sản thì cũng có thể liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh để em Hậu có thể hỗ trợ với cô chú anh chị mình nha. Số like của em Hậu là 0839 666 736 ha. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã quan tâm theo dõi video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh. Thì video của em Hậu đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.